Rồi, xin chào tất cả mọi người đã trở lại cùng kênh Xe Đời Sống nhé. Hôm nay thì mình đang có mặt tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh và tham dự chương trình test drive các dòng xe SUV, và chiếc xe mà các bạn quan tâm nhất đó chính là chiếc Toyota Corolla Cross phiên bản hybrid. Thì hôm nay mình đã có cơ hội được trực tiếp cầm lái mẫu xe này cũng giống như là trải nghiệm, thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về khả năng vận hành cũng giống như là động cơ hybrid như thế nào, và đặc biệt là cái công nghệ trong cái hệ thống Toyota Safety Sense, hệ thống giữ an toàn của Toyota rất là mới được trang bị trên Corolla Cross. Tại Việt Nam thì Corolla Cross thì được phân phối với 3 phiên bản, thì hai phiên bản là sử dụng máy xăng 1.8 và một phiên bản còn lại là cũng là máy xăng 1.8 nhưng mà được kết hợp thêm cái động cơ hybrid nữa. Động cơ xăng thì nó sẽ có cái mức công suất là 97 mã lực và 142 Newton mét mô men xoắn. Tuy nhiên cái đặc biệt quan trọng đó chính là cái việc kết hợp với cái motor điện, thì nó sẽ cho chiếc xe chúng ta cái lực kéo cũng giống như là cái khả năng vận hành tiết kiệm nhiên liệu đáng kể. Hồi sáng giờ mình đã thử chạy những cái mode, chạy cái ride mode trên Corolla Cross thì nó sẽ có 3 mode chạy là Power, Eco và một mode đó là Normal. Tuy nhiên thì còn đặc biệt hơn là một cái mode khác đó là mode EV mode, có nghĩa là chạy bằng động cơ điện riêng. Thì chạy bằng động cơ điện riêng nó sẽ như thế nào? Chạy bằng động cơ điện riêng chỉ khi các bạn không đạp thóc ga nhé, và khi mà chúng ta kích hoạt cái chế độ EV mode này thì chúng ta chỉ phải giữ chân ga ở một cái mức vừa phải. Trong cái đồng hồ công tơ mét nó cũng có cái vạch màu xanh, đó chính là cái phạm vi hoạt động của cái chế độ là EV mode, chế độ chạy điện. Thì trong cái phạm vi đó thì chúng ta sẽ chiếc xe nó sẽ chạy hoàn toàn bằng điện. Khi mà chạy kết hợp bằng điện này thì sẽ chỉ hoạt động bằng điện, và chiếc xe nó sẽ rất cực kỳ êm ái luôn, hầu như là không nghe một cái tiếng động nào từ cái khoang máy. Và đó cũng là một cái ưu điểm cũng giống như là một cái, nó như một con dao hai lưỡi vậy đó. Tại sao mình nói như vậy? Thì bởi vì chạy bằng chỉ riêng bằng motor điện thì chiếc xe nó rất là êm, hầu như không nghe tiếng gì, và cái điều đó thì có thể nó sẽ làm cho chiếc xe của chúng ta êm quá, và người đi đường, xe đạp, xe máy không thể nghe được cái tiếng xe chúng ta, thì cái điều đó là một cái điều cần phải đáng cân nhắc. Tuy nhiên thì với chiếc Corolla Cross Hybrid thì động cơ điện nó lại phát huy trong những cái trường hợp mà chúng ta, đặc biệt là khi di chuyển trong phố ở tốc độ thấp và quãng đường ngắn á, thì chiếc xe nó lại cho cái mức tiêu hao nhiên liệu rất tuyệt vời. Hồi sáng giờ mình chạy cả trên cao tốc cũng cả kết hợp luôn, chiếc xe này nó chỉ tiêu tốn đâu đó vào khoảng 5 lít rưỡi tới 6 lít, là đó là một cái con số rất là ấn tượng. Bởi vì có lúc mình phải đạp ga để tăng tốc, thì lúc này thì cái động cơ xăng nó sẽ can thiệp vào, như vậy thì nó sẽ tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn. Tuy nhiên thì mình vẫn đang thử cái chế độ EV mode, là một trong những chế độ chạy bằng điện nó sẽ êm ái hơn, nhẹ nhàng hơn rất là nhiều, và đặc biệt là nó tiết kiệm nhiên liệu, và đó cũng là cái điều mà Toyota đang muốn hướng đến trên chiếc Corolla Cross. Rồi, về cái chế độ Eco thì chế độ Eco mình nghĩ là nó bị delay chân ga quá nhiều. Tuy nhiên thì Eco thì nó cũng là một cái chế độ để tiết kiệm nhiên liệu, động cơ xăng và động cơ điện kết hợp nó cũng tiết kiệm nhiên liệu. Tuy nhiên thì EV mode là một trong những chức năng mà các bạn khi mua chiếc xe này các bạn nên thử, nó sẽ êm ái hơn rất là nhiều. Nhưng mà mình nghĩ thì EV mode nó chỉ nên sử dụng trong cái trường hợp là mình, ví dụ như mình lấy xe ra khỏi gara nhà mình á, hoặc là mình đậu xe thì xài EV mode nó sẽ sướng hơn, tại vì lúc đó là di chuyển tốc độ chậm và quãng đường nó ngắn thì EV mode nó sẽ phát huy tác dụng. Còn trong cái thực tế thì cái khả năng vận hành, đặc biệt là ở cái điều kiện đường phố Việt Nam nó rất là phức tạp, và chúng ta không thể nào mà giữ một nguyên một cái tốc độ như vậy được, thì xài cái chế độ lái Power thì nó sẽ phù hợp hơn. Power nhé, không phải là Eco, mình khẳng định luôn là Power, vì Power nó sẽ cho ra cái mức hết sức mạnh của chiếc xe tuyệt vời hơn rất là nhiều. Về khả năng vận hành thì đầu tiên cách âm đi, thì Ross là một chiếc xe mình không đánh giá cao về mặt cách âm, mình phải nói thẳng luôn là mình không đánh giá cao về mặt cách âm. Chiếc xe nó bị ồn khá là nhiều từ động cơ cũng như là tiếng động bên kính vọng vào khoang lái rất nhiều, và mình ngồi trong xe mà mình hơi bị khó chịu.
Nhưng mà bù lại thì xe Rolls là một chiếc xe có cái tầm quan sát rất là rộng. Cục A mặc dù không phải là nhỏ, tuy nhiên thì cái việc thiết kế theo một cái ô kính này cũng giống như là cái tầm bao quát của kính phía trước làm mình có cảm giác chạy chiếc xe này rất là an toàn. Mình phải khẳng định luôn là chạy rất là an toàn, mình có thể quan sát rất là tuyệt vời. Ghế ngồi thì ngồi rất là thoải mái rồi, và đặc biệt là cái phần vô lăng. Cái phần vô lăng là một cái phần mà mình rất là thích trên Cross. Nó cho mình, nếu chỉ so về những chiếc xe của Toyota thì Cross là một chiếc xe nó cho mình cái cảm giác lái cảm giác hơn một xíu, cảm xúc hơn một xíu so với những chiếc xe của Toyota lúc trước. Thì Cross là một chiếc xe lái khá ok. Tuy nhiên nói về để mà lái thú vị hay là lái hay thì Cross nó chưa có đạt tới cái mức đó. Chứ mình chia sẻ một xíu nữa về cái những công nghệ an toàn trong gói an toàn Toyota Safety Sense. Thì đối với mình, Toyota Safety Sense là một trong những hệ thống an toàn mà mình đánh giá rất là cao bên cạnh EyeSight của Subaru. Bởi vì sao? Chúng ta có những gì? Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước, hệ thống cảnh báo chệch làn đường và hỗ trợ giữ làn đường. Hồi sáng mình đã thử test hết tất cả những chức năng này trên cao tốc đi Hạ Long, thì mình nhận ra là đặc biệt là cái hệ thống mà điều khiển hành trình chủ động á, nó sẽ cho chúng ta cả ba mức khoảng cách của xe phía trước. Ví dụ như mình set 80 thì cái hệ thống của Toyota Safety Sense nó nhận diện rất là nhanh, cực kỳ nhanh luôn, xe từ xa tích đằng xa nhưng mà nó đã nhận diện cực kỳ chính xác rồi, và đó là một điểm mình đánh giá rất là cao. Nếu mà cảm giác như nó nhận diện xa quá và chúng ta chưa có muốn đến mức đó thì chúng ta có thể chỉnh được ba cái mức khác nhau, và đó là một cái điểm cộng rất là lớn ha. Hệ thống cảnh báo chệch làn đường và hỗ trợ giữa làn đường cũng là một cái hệ thống mà mình đánh giá cao. Đó là khi chúng ta vận hành cao tốc kết hợp với cái hệ thống điều khiển hành trình chủ động thì giống như là chúng ta đang chạy chiếc xe ở một chế độ vận hành tự động luôn. Điều khiển hành trình chủ động nó sẽ giữ cho chúng ta khoảng cách với xe phía trước, cộng với cái việc hệ thống cảnh báo và hỗ trợ giữa làn đường nó sẽ giữ cho chúng ta đi một cách rất là chuẩn, nó sẽ chủ động đánh lái chúng ta một cách cực kỳ chính xác luôn. Và chỉ trong khoảng đâu đó khoảng, mình nhớ không nhầm là khoảng 10 giây, mình nhớ là 10 giây, thì lúc đó chiếc xe nó sẽ vận hành một cách dường như là tự động. Và qua 10 giây thì chiếc xe nó sẽ cảnh báo là mày phải đụng tay vào vô lăng rồi đó, để kiểm soát chiếc xe lại, chứ không có thể nào mà để chiếc xe tự vận hành kiểu đó được. Tất cả những hệ thống đó đều là chỉ là hỗ trợ thôi nha các bạn, mình khẳng định là đều là chỉ là hỗ trợ. Một cái cuối cùng đó chính là cái hệ thống treo trên chiếc xe. Hệ thống treo thì mình đánh giá ở mức vừa phải thôi, không có êm ái đến mức mà phải wow lên trong cái phân khúc tầm giá này. Một cái điểm mà mình nhận ra đó chính là cái đồng hồ, mặc dù là nó sẽ có hiển thị tiếng Việt và hiển thị đầy đủ các chức năng, nhưng mà mình nhận ra là cái phông chữ trên cái đồng hồ của Rod nó hơi bị nhỏ. Và đối với những người, đặc biệt là những người khách hàng của Toyota trước giờ ở Việt Nam, thường là những người trung niên, những người lớn tuổi hơn, thì với cái phông chữ này mình không dám chắc là họ sẽ nhìn ra tức thì nha. Mình phải khẳng định là mình không dám chắc là họ phải nhận ra, bởi vì cái phông chữ này rất nhỏ. Như mình là một người trẻ mà mình nhìn, mà mình phải nhìn vài lần thì mình mới có thể là biết là chiếc xe đang hoạt động như thế nào. Bù lại thì có một cái giao diện được chuẩn tiếng Việt thì là một điểm cộng dành cho những khách hàng ở Việt Nam. Giao diện này cũng là giao diện có thể thay đổi được. Chúng ta có thể thay đổi giao diện bằng kiểu Control-Mét hay là kiểu hiển thị kỹ thuật số đều được hết. Bên trái vẫn luôn luôn là cái hệ thống báo cái mức sức mạnh của chiếc xe, dàn nút ở trên cái mặt táp lô trung tâm như thế này. Nó rất là bị nhỏ nha, cái phím bấm này rất là nhỏ, và những cái hình minh họa cho những cái phím đó cũng nó sẽ bị nhỏ. Hồi sáng giờ thì mình có thử đi vào những vài cái cung đường nhỏ, hơi gồ ghề một tí, cũng giống như là mình thử vận hành đóng mở cái cửa, thì mình có nhận ra một cái điều mà muốn nói với các bạn, đó chính là việc Rolls là một chiếc xe sở hữu cái nội thất tương đối nhiều những chi tiết bằng nhựa cứng, và những cái chi tiết nhựa cứng này mình có cảm giác là nó cái độ liên kết của nó chưa thật sự chắc chắn nha. Khi mình đóng cửa thì có cảm giác là những cái phần nhựa này nó hơi bị lắc nhẹ, và khi mà mình đi vào những cái cung đường gồ ghề á, cũng có cảm giác là những cái chi tiết bên trong nó bị rung lắc, có nghĩa là không được kết nối một cách chắc chắn vào nhau, và đó là những cái điều mà mình nhận ra ha. Còn ngoài ra thì Rolls là một chiếc xe đáng cân nhắc đối với những người thích công nghệ nè, những người thích cái mới nè,
những người thích nghiên cứu tìm hiểu về động cơ hybrid cũng như là công nghệ lai xăng điện tại thị trường Việt Nam, thì Rót là một trong những chiếc xe phổ thông đi đầu trong cái làn xu hướng đó, và đặc biệt là một thương hiệu đến từ thương hiệu Toyota, một thương hiệu rất là mạnh, một thương hiệu dường như là đã luôn luôn có chỗ đứng trong lòng đa số những người dân Việt Nam, thì đó là một cái điểm mạnh của Rót nữa. Và Rót thì phiên bản hybrid thì được bán với giá là 910 triệu, nó sẽ cao hơn khá nhiều so với những đối thủ khác trong phân khúc, nhưng mà bù lại các bạn sẽ có một chiếc xe của thương hiệu Toyota, chiếc xe hybrid